Diêm Ân phân ra tiểu thủy chung đốn viên phân ra cửu châu, Thiên Thanh phân ra tại thông biệt viên phân ra tự giáo. Giống như hiện nay chúng ta dạy học từ cạn đến sâu, có tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sở, như tâm dịch, có ý nghĩa này trong đó. Đây là pháp luân căn bản, giáo nghĩa căn bản, giáo nghĩa thủ là căn bản của tứ giáo, căn bản của ngũ giáo, là nền tảng căn bản lớn lao của tất cả dạng đạo. Thì hiện khi mới thành Phật, khi thành chánh pháp, khi đạt đến thiền thị, khi không phải là thị của sơ hội, sơ của sơ thập chánh giác, không phải sơ của sơ hội. Cổ đức đối với câu này có ba cách nói, ba cách nói này có nói thực sự, có nói chuyện gì. Cặp nói thứ nhất, bất hoại tiền hậu tướng trước, tương tương thế bất hoại đại trước, mới thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thị diện thành Phật, sơ thất thiết, năm